quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng 1979-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2024. Mới đây, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Bộ Công an chủ trì phối hợp với gia đình đồng chí Viễn Chi, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và đơn vị liên kết phát hành Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, học.vn đã tổ chức gặp mặt ra mắt cuốn sách Sứ mệnh cao cả của đồng chí Viễn Chi. Dự buổi lễ có đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử ở trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Đồng chí Viễn Chi sinh năm 1919, mất năm 1999. Tên khai sinh là Trần Xuân Viên, sinh ra trong một gia đình nho nghèo yêu nước tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong hơn 40 năm gắn bó, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong ngành công an, đồng chí đã để lại những dấu ấn sâu sắc về một cán bộ cao cấp nhiều kinh nghiệm, tinh thông, nghiệp vụ. Đặc biệt, khi được giao nhiệm vụ trưởng đoàn chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989, đồng chí Viễn Chi và đoàn công tác đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với người dân Campuchia. Những việc làm của đồng chí và đoàn công tác đã mang lại những hiệu quả tích cực trên lĩnh vực an ninh trật tự, giúp Bộ Nội vụ Campuchia trong công tác xây dựng lực lượng từ khi còn non yếu dần trở thành vững chắc và toàn diện. Chia sẻ về quá trình ra mắt cuốn sách Sứ mệnh cao cả, Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an Nhân dân cho biết, cuối năm 2020, Đại tá Trần Nguyên Minh, con trai nguyên Thứ trưởng Viện Chi đã trực tiếp mang bản thảo hồi ức 10 năm đến trao cho Nhà xuất bản. Đúng thời điểm ấy, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân đang phối hợp tổ chức cuộc thi Cây bút vàng lần thứ tư năm 2018-2020. Ngay sau khi nhận được tác phẩm, Đại tá Trần Cao Kiều và Trung tướng Nhà văn Hữu Ước đã tập trung nghiên cứu và đã đi đến thống nhất quyết định đưa bản thảo hồi ức 10 năm của tác giả Viễn Chi vào thẳng vào vòng chung khảo, không qua sơ khảo, bởi đó là một tác phẩm có tầm cỡ về lịch sử và có giá trị trên nhiều lĩnh vực. Riêng về giá trị, về văn học, về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi Cây bút vàng thì là tác phẩm này quá hợp lý rồi. Chúng tôi muốn nâng tầm cái cuốn sách lên, để đấy là cuốn sách rất quý. Từ trước đến giờ thì quân tình nguyện Việt Nam và những cái bản thảo được xuất bản thì chủ yếu là bên quốc phòng. Thì đây là lần đầu tiên là một cuốn sách viết với dạng hồi ký, là viết về gọi là quân tình nguyện công an Việt Nam cũng được, mà nó nói tên đúng ra là chuyên gia công an Việt Nam giúp công an Campuchia. Trong lời giới thiệu của cuốn sách, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định đây thực sự là một tài liệu quý của ngành công an, cung cấp cho cán bộ chiến sĩ công an thêm những kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Cuốn sách không chỉ ghi lại những câu chuyện trong 10 năm góp phần giúp bạn của đồng chí Thứ trưởng Viễn Chi và đoàn chuyên gia, mà còn là những trang viết, những vần thơ giàu cảm xúc của một trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương, cảm thông và sẻ chia với người dân Campuchia. Chia sẻ với các đại biểu và các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an trong buổi ra mắt và trao tặng sách Sứ mệnh cao cả, Đại tá Trần Nguyên Minh, con trai của cố Thứ trưởng Viễn Chi cho biết. Trong cuốn sách, tác giả kể vắn tắt các vụ án mà ông trực tiếp chỉ đạo phá án. Gọi là vắn tắt các vụ án, nhưng thực chất đây là những bài học rất cơ bản về nghiệp vụ của ngành công an. Điểm nổi bật, cuốn sách đã thể hiện rất rõ, với nhiệm vụ là trưởng đoàn chuyên gia an ninh, Thứ trưởng Viễn Chi đã rất tận tâm, tận lực làm việc, hướng dẫn nghiệp vụ cho bạn qua từng vụ án một cách tận tình, cặn kẽ và rất có trách nhiệm. 7 tháng Giêng năm 79 ấy, thì Bộ Nội vụ Campuchia có 3 người thôi. Còn Chia Sim là bộ trưởng và 2 người giúp việc nữa. Không có lực lượng gì cả, không ai cả. Vì vậy phải đào tạo cái nguồn cán bộ này như thế nào.
Nhưng chỉ trong 10 năm xây dựng tổ chức và lực lượng công an từ trung ương đến các tổ chức cơ sở xã phường, đồng thời mở trường bồi dưỡng nghiệp vụ để trong thời gian ngắn họ tự đảm nhiệm được công việc mà còn bồi dưỡng được ba đời bộ trưởng và cũng phá tan được những âm mưu thủ đoạn thâm độc của bọn tình báo nước ngoài trong việc xây dựng đội quân ngầm, phái người về phá hoại ám sát cán bộ lãnh đạo đi đến lật đổ chính quyền cách mạng Campuchia còn non trẻ. Cũng tại buổi ra mắt và trao tặng sách, Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân khẳng định, cuốn sách là một trong những tài liệu quý về lịch sử công an giúp nước bạn Campuchia. Trong 27 chương của cuốn sách, mỗi chương là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một bài học và mỗi bài học là những tổng kết công tác nghiệp vụ công an. Tuy nhiên, điều đáng nói, tác giả thể hiện cực kỳ khéo léo. Trong mỗi câu chuyện được kể, mỗi người công an có thể học được, có thể tìm thấy kinh nghiệm cho mình, đồng thời cảm nhận được tình người, cái tâm, cái tầm của cố Thứ trưởng Viện Trì. Đọc cuốn sách này thì những câu chuyện nghiệp vụ ở đây tuy là nó rất ngắn gọn thôi, nhưng mà trong đó nó chứa đựng những vấn đề tác động trực tiếp đến cái vận mệnh của chính phủ cách mạng Campuchia, tác động đến cái đội ngũ cán bộ của công an Campuchia. Nhưng mà cái giỏi nhất của đoàn K79 là đã giúp Campuchia xử lý được vấn đề nội bộ nhưng không can thiệp công việc nội bộ của người ta. Đây chính là một cái bài học mà toát lên ở trong toàn bộ 27 câu chuyện từ lúc bắt đầu lên đường cho đến lúc trở về. Và đấy chính là đường lối đối ngoại của Việt Nam. Với độ dày 300 trang, được chia làm 27 chương, cuốn sách giống như một biên niên sử về quãng thời gian 10 năm 1979-1989, không riêng của vị trưởng đoàn chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ Việt Nam giúp Campuchia, mà còn là tâm tư, tình cảm, vẻ đẹp, những chiến công hy sinh thầm lặng, máu và nước mắt của người chiến sĩ công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia hồi sinh sau nạn diệt chủng 41 Leng Sari. Hồi ký có cái tên mà tôi cho rằng rất là xứng tầm, đó là Sứ mệnh cao cả, thì đã thấy rõ hơn cái vai trò của người chiến sĩ công an nhân dân với đất nước Campuchia. Điều này tôi cho rằng hết sức là cần thiết, bởi vì chúng ta cũng chưa có cái nhìn sâu sắc toàn diện và có một cái biên độ mở về người chiến sĩ công an nhân dân trên các lĩnh vực của họ. Tôi cho rằng cuốn sách rất là có giá trị về mặt đạo lý. Trong lời bạt của cuốn sách, nhà văn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn viết, cuốn sách là những thông điệp lịch sử, là những bài học lịch sử trong quá khứ, đến hiện tại và tới tương lai với thông điệp thú vị, ý nghĩa. Cuốn sách mang tới cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói riêng, nhiều thông điệp bổ ích. Thông điệp gửi gắm của cá nhân tôi và nhiều người trong hội đồng biên soạn sách là tất cả những cái sự kiện lịch sử nó đều có những thông điệp. Và những cái thông điệp đấy nó có giá trị trong quá khứ và nó còn có rất nhiều giá trị đến hiện tại và cho muôn đời sau. Tại buổi ra mắt sách, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kim Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam, Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam, trao tặng Bộ Công an 1.000 cuốn sách Sứ mệnh cao cả, trao tặng Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân, mỗi học viện, nhà trường 50 cuốn sách Sứ mệnh cao cả. Cuốn sách này chúng tôi sẽ tặng cho Bộ Công an, cho các đơn vị, đặc biệt là các cái trường trong ngành công an để mà đưa vào các thư viện, đưa lên sàn để phục vụ cho đông đảo bạn đọc. Tôi cũng có một cái kế hoạch là dịch sang tiếng Campuchia và sẽ có chương trình hợp tác tặng cho đất nước bạn. Xuyên suốt từ dòng chữ đầu tiên tới dòng chữ cuối cùng, cuốn sách Sứ mệnh cao cả đã thể hiện tình cảm, tính trung thực và sự chân thành đến tận đáy lòng của người trong cuộc, cố Thứ trưởng Viện Trì. Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử, về công tác đối ngoại, mà đó còn là những bài học kinh nghiệm quý giá cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng.